Hello anh em nhé. Hiện tại là 3K2, mà 3K2 thì đâu nhỉ? Đây tôi lên thần sứ xem ngay. Thử coi nó 3K ra được không nào. Đây là binh khí chứng đạo của một vị Bồ Tát, không chỉ tạo ra từ thiên thần tích địa là thần vật hiếm có, mà còn có thể dùng sáng lệ tử do vị Bồ Tát này tạo hóa lưu lại trong khu bảo thần thần tháp, mỗi tầng một viên khiến thạch tháp 7 tầng này trở thành thánh binh chuyển thế bất tử. Ngoài ra uy lực của nó khủng bố tuyệt luân, không có mấy kiện có thể sánh bằng, chính là một trong những thánh vật của thần vật thần tới nay. Lập tức xuất hiện ba kiện binh khí chân chính của thánh nhân, không ăn thua rồi, là những thần vật tiến thăng đường lấy, không ai không động dung. Tới hiện tại rất nhiều người đều bị sát như ta, căn bản không thể thăng đoạt được, bởi vì chỉ với một kiện binh khí thánh nhân cũng đủ rất ngang bọn họ rồi. Cuối cùng bốn đại thế nhờ anh em bỏ quay 3K ra, nhưng mà không biết mình ra được cái gì thôi. Toàn là cái gì đâu không. Các thế lực nắm giữ binh khí thánh nhân và mấy người đại đức không bị ai phản đối riêng gì, hiện tại thực lực là đạo lực tinh thắng nhất. Mọi người cần thận trọng với quan tụ trên các quan tài, không dám bỏ qua được chỗ nào, bởi vì đây chính ghi chép của Thái Hoàng lưu giữ được bí mật kinh thiên. Chủ nhân quan tài này cũng nguyên chính là bất tử Thiên Hoàng, là một nhân vật vô thượng trước thời Thái Cổ, vượt qua cả thần linh trong lòng vạn tộc Thái Cổ. Bất tử Thiên Hoàng không ăn thua rồi anh em ơi. Thành văn của Phật giáo Đại Dung về chuyện trước Thái Cổ đã từng thất truyền trong nhân tộc, chỉ có đôi chút ghi lại, gần như đều đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhân vật Thiên Hoàng như bất tử Thiên Hoàng thì ngay cả vương của Thái Cổ cũng phải từ bái, là thần bí Phật cổ xưa nhất. Mọi người không ngờ có gọi là thần linh này. Đói rồi. Móm rồi. Nếu qua vòng trong rồi. 3K không được rồi anh em ạ. 3K chắc là không được rồi. Không ăn thua rồi. À vào rồi, vào vòng trong rồi. Một cân năm mới cất ra không? Mọi người kinh thán, cũng chỉ có bất tử Thiên Hoàng mới có được hành động kinh khủng. Không thua rồi. Dùng nó làm quan tài cho mình. Hắn tồn tại từ thời trước Thái Cổ xa xôi, không tìm được địch thủ. Trong thiên địa vẫn còn linh khí nồng đậm, có thể tìm được bất tử diệu, chỉ có hắn mới làm ra được hết thảy. Mà Thái Hoàng cũng thật có không ăn thua rồi. Bất tử Thiên Hoàng ra ngoài, chính mình tiến vào trong trần niên. Chỉ là vì sao bất tử Thiên Hoàng lại chỉ còn một tấm da, mà Thái Hoàng lại đã đi đâu? Đáng tiếc trên các quan tài lại không ghi lại, chỉ có mấy thằng văn tự kia mà thôi. Nói X2 này. Sự cục vẫn không thể chứng minh tên tồn tại trên thế gian này. Mọi người thở dài, sau khi biết được lai lịch người này, không biết là được giải thoát hay là mất thoát. Bất tử Thiên Hoàng dù ở thời trước Thái Cổ cũng vượt qua thần linh. Tèo. Hoàng vô địch được thần thánh hóa mà thôi, không phải tiên hay thần linh. Chưa sử hữu. Thế hiện tại, những đại nhân vật như này đều liên mang, tất cả dấu hiệu đều cho thấy dường như không tồn tại. Đột nhiên có người ra tay, bắt đầu cướp đoạt cổ quan, tranh đoạt thiên chân kinh thứ này. Trên quan tài này còn có khắc đồ do Thái Hoàng lưu lại, là Lạc Tấn Đại Đạo, không ai không động tâm. Mém được. Hai lần nữa. Tịt. Tịt. Tịt ơi. 234. Úi giời ơi. Ba ca không ra anh em ạ. Hết.
hoàng chủ đại hạ quát lạnh. Đúng lúc này trên đỉnh đầu hắn lóe ra hào quang rực rỡ, trên điện giao động mênh mông cuồn cuộn nổi lên, rất nhiều đại năng chút nữa phải đánh ngã ra đấy. Tiếp theo một tiếng long ngâm truyền ra, một thanh long kiếm bay lên như có thể chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Tiếng phong là long đầu, tiếng phong thủ chảo làm vĩ hóa thành chư kiếm, cả ngàn vầng mặt trời ngưng tụ một chỗ cũng không chói sáng bằng nó. Đại năng không chịu nổi uy áp này, dù cả tần khí hộ thể cũng hết máu, nhanh chóng lùi lại, khó có thể chịu đựng nổi. Đế binh cực đạo thái hoàng kiếm xuất thế, người của đại hạ hoàng triều không ngờ mang cái nó tới đây. Một tiếng long ngâm vang vọng muôn đời, nó như một đạo ánh sáng vĩnh hằng treo trên đầu hoàng triều đại hạ, khiến ai ai cũng như phải tỉ máu. Ở giờ khắc này, mọi người đã quyết tâm như thế, thái hoàng kiếm xuất thế, ai có thể đối kháng, có được cuộc sống thích hợp nhất vô nghị.